cá ép. Ngồi đá giếng. Ngồi đá giếng. Ừ. Con ép. Cá ép. Chết. Cá gì? Cá gì? Cái miệng. Cái gì? Đúng rồi, con ếch. Chết gì cái miệng? Cá gì? Cá gì? Ừ. Kêu quang quang. Kêu quang quang. Ừ. Kêu quang quang. Kêu quang quang. Ừ. Con ép. Cá ép. Chết. Chết. Gì cái miệng? Gì cái gì? Ừ. Con người. Con Việt Nam. Đi nhớ. Ừ. Quê con. Quê con. Sóc Trăng. Nói đi, Sóc Trăng. Sóc Trăng. Ăn bún mắm. Ăn bún mắm đó. Thúi lắm. Thúi. Thúi quắc. Nó thúi lắm mà nó thúi quắc hả? Thúi quắc hả? Thúi quắc. Thúi quắc. Đúng rồi, thúi quắc. Bún mắm. Lúa táo. Bún mắm. Lúa táo. Thú quá. Trứa. Ừ, bún mắm thú quá. Lúa ở trứa. Ừ. Hôm nay được một ngày ấm, đẹp trời các bạn. Đi ra sân chim nó bay quá trời mọi người. Đây nè. Ồ, nó xà xuống nữa. Nó. Bữa nay trời ấm, chim hót líu lo luôn. Wow, bữa nay mấy anh này được ấm, cái mấy ảnh xuống mấy ảnh nhặt hạt rồi quá trời mát ghê. Bữa nay trời cực kỳ ấm luôn, 60 mấy độ, mát mẻ sạch sẽ. Anh kêu hả? Đi ra đây, đi ra để mẹ lấy dép cho mang. Cô chú coi nè, Handy trời ấm mà Handy được đi ra sân chơi. Con kéo xuống, bưng xuống, bưng xe xuống, từ từ thôi. Đúng rồi, thả nó xuống. Rồi, rồi đi xuống. Giỏi, vậy mới đúng đó. Giỏi, từ từ thôi. Ừ, rồi. Rồi, đẩy cửa ra. Rồi, đi ra đi. Rồi, kéo này, kéo xe ra. Rồi, xe nè, xe bu líp nè. Xe bu líp gớt nè, lụm xe bu líp lên. Bu líp nè, gớt rồi, lụm lên. Lụm bu líp gỡ vô. Rồi. Gớt rồi. Rồi, đó, đi đi. Chim. Chim đâu chỉ mẹ coi, chim đâu? Chim. Gì anh nói gì? Mặc áo vô hả? Coi trên xe cho nó có áo không? Bữa nhớ có bỏ áo khác trên đó đó. Chim đâu? Chim. Để mình đi lấy cái áo cho con. Vô đây, vòng vô. Kéo xe vô đây. Kéo xe ra ngoài đó là bu líp bắt á. Bắt luôn cái xe của con á. Bu líp bắt cái xe của con luôn á. Rồi con kéo đi, kéo xe đi. Hả? Đau quá ta. Đi lên cỏ luôn ha. Đi lên cỏ làm gì à? Mát. Trời nó hơi se se. Mát mát. Vô đây con, vô Handy ơi. Hả? Đi đâu rồi? Nè Handy ngồi xuống rồi đó. Chim. Đã quá trời, bữa nay Handy được cái sân chơi con hai cô chú đi. Hai cô chú. Con kéo đi, con kéo cho cô chú coi đi, kéo sao? Nu, kéo đẻ lên, đẻ lên. Đụng luôn hả? Sao đụng xe của ba kìa vậy? Hả? Sao đụng xe kìa vậy? Kéo qua đây, kéo qua mẹ, kéo qua đây. Kéo xe qua đây. In. Rồi, xe chạy.
lấm chạy theo, rồi con chạy đi. Rồi chạy lại lượm bua líp ạ. Rồi đi chạy lượm bua líp ạ. Rồi mất tiêu xe luôn. Rồi mất tiêu chiếc xe luôn. Đâu rồi? À mất tiêu xe luôn hả? À, con. Ok mẹ lái xe nữa hả? Ok mẹ lái. Bim 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 bim. Xoay bô lăng, xoay bô lăng. Bim 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 bim. Bô lăng đâu? Bô lăng đâu? Rồi đâu lái xe ơi, lái xe bút càng cho mẹ coi, bút càng bim bim coi. Nãy lên đây gạt lia lịa luôn, gạt này lia lịa luôn. Gạt cho gãy cái cần luôn đi. Handy ơi. Rồi chưa con, lái xe đi. Handy à? Handy. Không mà, ok ngồi xuống con, ok mẹ ngồi xuống. Rồi con chở mẹ đi đi. Hết hả? Ok, hết rồi gì nữa? Xin chào cả nhà, đây mình lại đi mua đồ về tích trữ rồi các bạn ơi. Bây giờ có cái bọc lên để dành xài. Đặt vô. Lại nhóc cái bọc này. Rồi. Quay cho các bạn xem nè. Thịt bò nè, thịt heo, tim heo, mua tim heo về nè, 5 đồng 82 ha. Bây giờ mình bỏ qua đây nha. Rồi cái này là cải xanh đó các bạn, cái bông cải này mua về nấu canh ăn cho nó mát, nó có cái bông cải nhỏ nhỏ này nè. Sao đây là tim heo các bạn, 5 đồng mấy ha. Đây là gan, này là gan luôn ha, gan heo 3 đồng 19. Sen cá chim, cá chim hả? Ok cá chim. Ở này là kim chi 4 đồng 49 một phát như vậy. Còn phở ở nhà hai cho con rất thích ăn phở cho nên nó thường là sẽ nấu nước lèo để ống tủ. Mà bánh phở tươi là mình mua bánh phở tươi 4 bịch luôn các bạn, mua 4 bịch luôn để ăn từ từ, cứ mỗi một ngày vậy đó, bắt một chút phở thì nấu. Này cà rốt để nấu xương rồi đó, mình bỏ vô ăn cho nó ngọt nha. Rồi mình có mua thêm bịch bún nữa nè, nhà hay ăn bún rồi cho nên nó hả, mua bún thì để xe cua, nhà hết bún rồi mọi người ơi. Cái này là salad bắp, cái này là salad bắp nè các bạn, cái này chồng mình cũng mua, mình không biết giá nữa. Rồi gõ này thì bắp cải trắng mình mua cái bắp cải nhỏ nè các bạn, để nhà nhiều khi muốn nấu canh chua rồi đó, mình cắt miếng mình dạo me vô cái mình bỏ miếng thịt trong hoặc miếng tôm mới mình nấu được rồi. Còn này là bột ngọt này là cái gì, bột ngọt của Hàn Quốc đó các bạn, nhưng mà cái loại này là cái loại nó làm từ rau củ cho nên ăn nó cái vị nó ngọt thanh hơn rất là nhiều. Octopus hả? Y dơ quá, chui vậy. Còn này mực nữa các bạn, mực này bữa nay thấy ngon quá nè, 6 đồng 42, 6 đồng 42, 3 đồng 99 phao. Bỏ đây đi, chút là giờ quá, chảy nước thì lum hết chưa, yêu quá không vậy, bỏ sắp rác đi, bỏ cái bọc nó giờ đâu ha. Con này là gan heo, cái này là gan hay cật đúng không nữa, đúng rồi, gan nè các bạn, gan mà cái là dạng này gan mềm, còn cái miếng gan này là gan cứng, gan mềm. Hả? Sao nhìn cái này giống như gan cứng vậy? Gan cứng. Gan bò hả? Sao anh nằm phá nấu mà anh nằm gan bò hả? Còn cái này là xương nữa các bạn.
xương heo. Cái dĩa này là 2 đồng 84 sen, 2 đồng 84 là khoảng 40 ngàn, 50 mấy ngàn, 50 mấy ngàn tiền Việt, 1 đồng 59 một phao. Còn cái này á, thì con này là 6 đồng 44, này lưỡi heo mọi người, cái này lưỡi heo 6 đồng 44. Ủa anh mua lưỡi heo đi đâu, tôi heo anh muốn em làm giờ thủ hả? Hay là phá lấu đâu, đâu có, tại vì lỗ tai heo đâu có làm phá lấu, lỗ tai heo lỗ tai heo phá lấu mới ngon nè, nhảy một nó ngon đâu. Còn này là mua thuốc linh hả anh, mua thuốc linh hả gì ạ? Ừ, để phá lấu luôn. Ừ, cái này mua thuốc linh nè các bạn, ở bên đây thuốc linh này nhiều khi mua ít có lắm, 6 đồng 36 sen là khoảng 120, 130, khoảng 130 tiền nhiệt. Con này là dồi trường, ở đây dồi trường thì dễ kiếm lắm nha mọi người, nhưng mà ruột non á, phèo á thì rất là khó, phèo mua không có đâu, ít hiếm lắm, phèo phải mua qua chợ Việt Nam mà phải dặn người ta mới có. Rồi, cái này là qua cái gì đậu á, đậu Hà Lan mà có wasabi á, hay gì nó khoái ăn cái loại lắm, cay mà ăn được hay lắm. Rồi với một cục thịt, một cục thịt cuối cùng. Cái này là đùi nha mọi người, đùi heo. Cái này là ấy dạ nặng quá. Cái này là đùi heo, một cục này 15 đồng 7 sen. 15 đồng 7 sen. Đó. Rồi. Nó tới 10 phao lận, 10 phao luôn á, là 5 kg mấy luôn á các bạn. 5 kg mấy luôn á. Rồi cái đầu mình mua gì mình gã ra, mình lấy thịt nạc của nó, thịt đùi thì nó cũng ngon lắm, nó có vừa nạc vừa mỡ ngon các bạn. Nó cũng tím luôn cũng ngon. Rồi còn phần này của Handy nè, Handy mua con này. Mua con này hình như 3 đồng mấy, 3 đồng mấy, trong đây có 4 cái cục thạch vậy thôi mọi người. Thạch này đâu câu á. Đó 4 cục vậy thôi, 3 đồng mấy. Nó bán cái hũ này chứ nó bán đồ ăn gì không biết nữa. Rồi. Tính ra hả? Hồi nãy đi chợ. À, với bao gạo nữa. Bao gạo 2 mấy đồng nữa. 28 đồng, coi như 30 đồng, 30 đồng mà thuế rồi nữa thì vẫn tầm 31 đồng đi, 31 đồng bao gạo. Rồi á, đi tổng cộng ngày hôm nay là 136, coi như 137 đi, 137 đô mà có nhiêu đây. Bữa nay đi chợ 100 mấy mà có chút xíu đồ. Bữa nay hả, chợ mọi người vô cái quầy gạo á, vô quầy gạo á, với quầy mì á, đặc biệt là quầy mì gói á, với quầy ba cái hàng đông lạnh á, không phải ba cái hàng hộp á, đồ hộp á, bán hết trơn các bạn, bán mà theo kiểu không phải bán hết mà cái dạng mà bán mà nó chất ra không kịp á, nó cứ bỏ xuống đó chứ nó không có chất lên luôn á, theo kiểu là nó chưa kịp chất luôn, nó chất dày ngay đường đi luôn á, nó không kịp chất lên kệ luôn á, chỉ cần mà chất đường đi là tao lấy thôi, mà gạo thì lên giá ha. Gạo thì lên giá, còn á hả đồ hộp á thì ta mua hết ha, rồi nhiều lắm luôn, đồ hết nhiều lắm luôn các bạn, mua không có. Ngày hôm hai vợ chồng cứ lâu lâu cứ sập đi mua gì, chắc không có mua nhiều, không có vô hốt, cái dạng là theo kiểu là thèm cái gì đi mua cái đó thôi, ở nhà hết cái gì thì ra chợ mua đó thôi, chứ không có đi hốt như mọi người, có nhiều người họ hốt đến 5-6 ngàn đô. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình đến thời điểm này nha. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.